Theo cơ quan công an, tội phạm làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức hiện nay xảy ra ngày càng nhiều. Ngày 20 tháng 7 vừa qua, công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, quy định tại điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015. 6 bị can bị khởi tố gồm Vạm Thị Ngọc Hậu sinh năm 1994 trú tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thị Bích Hương sinh năm 1988 trú tại huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận, Trần Thị Thu Thủy sinh năm 1993 trú tại thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận, Phạm Ngọc Thạch sinh năm 1992 trú tại phường Phước Long A à, thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Hoài Thành sinh năm 1997 trú tại quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh và Gu Yan Quang sinh năm 1983 quốc tịch Trung Quốc trú tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu cơ quan công an đã thu giữ 19 giấy khám sức khỏe, 58 phiếu lý lịch tư pháp, 56 giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc giả nhằm mục đích xin cấp giấy phép lao động cho người Trung Quốc làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Qua đó các bị can đã thu lợi bất chính số tiền hơn 452 triệu đồng. Hiện cơ quan an ninh điều tra tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.